Phnom Oudong. Phnom Oudong thật không xa đáy, nâng không bạt Phnom sọc bình yên lương. Phnom ní miễn chung một bấy cử Phnom Oudong, Phnom Brerichitrop, nâng Phnom Atra. Đăng bay tận đo tì nốt, trời thua đầm na tam phơi trượt lịch bám Phnom Penh bạt đầm bòng. Lúc đo km lịch sam sập đồng bí. Miền phơi bồng bay trôi khang chơi đáy trong ngày 7.5 km. Trong ngày xã rộng bị Phnom Penh đo Phnom cử sai sập 7.5 km. Bà cất bị tạc màu vĩnh miền trong ngày 20.20 km. Nơi trường Phnom miền tàu bờ lụa trong này ở hà chỉ tràn. Út đóng chiếc sái Phnom môi đã liệt sân thân bị trường từ thập bốn vào vài 1.500 mét, nâng từ tấn 700 mét. Sái Phnom Atra ní nguyên công phu Phnom Pram cừ công phu Phnom chặt đấy tận tâm công phu Phnom Trai Trăng công phu Phnom chặt đấy công phu bốn Pra Ang Châu Pra Nị Piến nâng công phu Phnom Aray Cặp Bọt Phnom ní nguyên quạt trung vinh đài Phnom Nú Rô Miền phơi lông môi khang cát nâng phơi lông môi khang lạch nơi khang trường Phnom miền Phnom Phnom khang tập bóng miền Phnom Po Ra này. Phnom ní miền riêng đôi chia sạch nịa nơi lơi công phu Phnom miền chặt đầy rồi bỏ hạ đặt prem hạc sạch ở miền prem bạt ăn đuống nâng prem mani vốn chịu đàm chặt đầy môi tiệt nơi khang trống nơi công phu đã tiệp tại bằng chọc cá sang sóng nơi Phnom Nam Pi Pon Pi cứ đã đóng co sẽ rây ra cật thiệt nơi Prasama Sampot sẽ rây ra cật thiệt nốt vì mốt đóng co nơi chặt đấy khang mộc sanh ấy Richi Yasmayen nơi Phnom Penh nâng ban Prakarana sầm đạch xây Hà Nội nâng Prakam Hà Sấy đăng hai một đóng co nơi tin ní nơi khai thú Nam Pi Pon Pi nơi tin ní nhớ tới cho ai sắc xa Svang Yol Pi Pravot Sa Campuchia protein này thuộc chia đi cho vàng trá nơi ông long năm 1617 năm 1866 lớp pin này từ tiết nơi lớp Phnom này có miền nơi sao sầm đóngประวัติศาสตร์មួយចំនួនទៀតផងដែរនៅលើកំពូលភ្នំខាងឆ្វេងមានសំណង់ព្រះវិហារមួយដ៏ធំសម្បើមគឺព្រះវិហារអត្រោះព្រះវិហារនេះបានទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសក្នុងទសវត្សរ៍ទី70នៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានពុទ្ធបដិមាទំហំ18ហត្ថបច្ចុប្បន្នព្រះវិហារនោះនៅសល់តែសសរធំ8រីឯដំបូលវិញត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1977ទោះបីជាមានសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំឧដុង្គនៅមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្រស់បែបធម្មជាតិនិងទេសភាពដ៏ត្រកាលនិងចំណូលខ្យល់បរិសុទ្ធដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើនភ្នំប្រសិទ្ធស្ថិតនៅមួយចំណែកក្នុងឃុំមកៈស្រុកអង្គស្នួលនិងមួយចំណែកទៀតក្នុងឃុំខ្វៀងស្រុកពញាលឺដើម្បីទៅដល់ទីនោះអ្នកទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5លុះដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ38ជិតដល់ផ្សារឧដុងមានផ្លូវលេខ26បែកចូលទៅខាងឆ្វេងដៃចូលទៅតាមផ្លូវនេះអស់ចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបត្រូវបត់ចូលតាមផ្លូវលំមួយនៅខាងឆ្វេងដៃបន្តទៅទៀតទៅដល់ភ្នំនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកទេសចរពុំនិយមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះទេព្រោះផ្លូវលេខ26ត្រូវខណ្ឌខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺពុំសូវល្អផ្លូវដែលគេនិយមធ្វើដំណើរគឺពីទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5តែដល់ចំណុចផ្សារព្រែកភ្នៅគីឡូលេខ11មានផ្លូវបំបែកចូលខាងឆ្វេងដៃចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រសរុបចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅប្រសិទ្ធគឺ24គីឡូម៉ែត្របើគិតពីតែខ្មៅគឺ35គីឡូម៉ែត្រទៅអនាគតប្រសិនបើផ្លូវលេខ26និងផ្លូវលំបន្តចូលភ្នំប្រសិទ្ធមានភាពល្អប្រសើរភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរធ្វើចរាចរណ៍ព័ទ្ធជុំវិញបានដោយចូលកំសាន្តនៅប្រសិទ្ធជាដំបូងរួចចេញតាមផ្លូវលំនិងផ្លូវលេខ26ហើយទៅកំសាន្តនៅភ្នំឧដុង្គជាបន្ទាប់ឬក៏ផ្ទុយទៅវិញអាចទស្សនាភ្នំអត្រោះជាបឋមហើយធ្វើដំណើរច្រាស់ទិសវិញក៏បានបើគេនិយាយពីភ្នំប្រសិទ្ធគឺតាក់ទងរវាងភ្នំទាំងពីរដែលនៅទន្ទឹមគ្នា khăn đau trở lông Phnom nơi khai cảnh đá, nâng một khang tiết khai cầm bông spư. Phnom trong nóng Phnom tầng pi núp, Phnom khang lách ôm sơ miêm robot ở đường tề. Trong này ai Phnom khang cát bánh, cứ miên rương rao tẹt tông từ nâng robot sát, Phnom rương sát ná, đại miên rụp sầm nạp ra bột trôi nị piên mùi giang thùng, nâng rương rao đã tẹt tông từ nâng bông sao đá robot sát mài. Nếu Phnom bật sật ní, có miên xét so prasad boran mùi môn sạ mai ăn cờ đài. Phnom prasad pachabon ní, bông sơ miên đam chơ thôm thôm tề. Hai panca cai làm o rung lý thán có mình toàn miền đài. Chấm nách ai phi nhô tít cho ba chập bon ní. Có kế bom sơ tư lây nằm bon nục đài. Bùa ca gặp chom ca khục rống bụng bàn là o. Quan trái tụ bay chia giang na cọ đói. Đầm bon rung lý thán ní nơ miền tít phiệp là o. Nângประกอบ đặc trò là ca bò sọt chia vật thụ môi đai cua chít ti rị rị. Nơi chấm ngayប្រមាណ 1 kmពីភ្នំប្រសិទ្ធ miền rôm này than và bạch thua cài chay môi tiết miền chua tháp nồng riệp rư prasad vị hìa súa đài cò sang nơi chăn một pon bầm bồn rồi cao sập bầm muối đó chăn một pon bầm bồn rồi cao sập bầm bầy thưa ông pi thắm mỏ nương xi măng đài bồi đam đài lục rùa sờn ban bầm màu tháp vika pi sập bờ sơn khong nương cao bậc tế sầm rạp cò sang chấm nuôn $10 million xã hội Amerik tam ra chăn bọt ông cô kinh nghiệm yếm hai tha sầm nang ông cô vật mày bạch chập bón, prasad vị hìa súa trở ban nhẹ tết cho chiết nâng on tọa chiết, từ từ sana cầm san chỉ tràn, chia bị xét ca thọt rương bò rán khăm ai dường. Wat Phnom thôn mồn, Wat Phnom thôn mồn thật nơi không bể cối, sọc sáng, trồng ngái mà phay 7.5 km bị tạc máy, rư 34.5 km bị Phnom Penh tam phơi chiết lệch mà phay mùi. Đầm bay tạt đo Wat Phnom ní. Nhiều trời thưa đầm nào tam phơi triệt lệnh một phơi muối, cắt tam xa bảy tối, xa sọc sáng. Từ đó xa là bọt thò mà sọc xa, xoay tần ní một phơi km. Bị tạc máu tam phơi triệt lệnh một phơi muối thầm ấy. Từ miền phơi bồng bay châu kháng sắm, đai trầm ngài 7.5 km. Từ đó Phnom thôn mồn. Bọt chót thưa đầm nào tam tần lệ bọt xạ vĩnh, trầm ngài phơi tập miền bờ vải, mà nên trầm ngài phơi lệnh một phơi muối trái. Cứ bị Phnom Penh đạp xa sáng. 31 km. Vọt ní, song lang trong năm 1954, đời prasang môi praang praniêm ruột pan. Pachabon ní, đời xa miền ca Upathom bị gồm sập rớt chốn. Vọt ní trơ plai khai tây chi đầm bòn tây châu mối trong khai cảnh đà. Đời xa prachia ruột khmai dữ miền chum nua từ lừa hiệp sạ sật nơi ti aram ní. Vọt Phnom thôn môn ban tẹt tiên phneu tây châu trong sọc chi trán. Nông nú phía trán cứ tới cầm sàn phong, nâng buông xuống sông dịch đầy sọc, nâng bật nạp xem xến, bị xét nơi ngày bon tiền thông thống nâng ngày sờ. Cái pin ní Phnom thôn môn, miền ông nói phò thò một chiệt, đám chơi chia một lộp trò chĩa độc bị trường Phnom đo cầm pù. Charles bỏ sọt nơi lơ cầm pù Phnom, ai thưa ai nhẹ tít chó, đo ở rầm từ lơ tít hiệp nằm bay bằng bát tục cùng vó, nâng từ tua ở rầm lọ. Ở dông tờ tam ca nị dông rồi bắp nhiều khung sọc. Mình ti tết cho khát, anh nhà thô đàn đầy nâng tờ nạ cà mạc ca vót. Ban xã hạ ca khní riêng trong bạ rơ vên vót. Đào chặt đây bàn thai bùng rịt ti thả lía. Thơ rụp xâm nạ chỉ trán đã tiết tông tờ nâng rương rào bờ vót Phnom thôn môn. Đào các bạch rạch chana yang lọ sàn. Xâm rắp tiết tiên tực chật nhiều. Cả bì ní, mình tí, nâng tờ nạ cà mạc ca vót. Ban riêng trong đam chờ bàn thái. Chích ra, trọc bèng, cần lái châm nọt rụt dốn, nâng một tố, oi ban trầm trời, đai miên lẹ cân ạ chích khmai dưỡng sọt sạt. Kết tì dùa, kết tần niệm này vọt, ban tẹt tiên phi nhiều tơi cầm sàn chỉ tràn. Sáng Phnom sạch không không sáng Phnom trong ngày 27 km vì tạc khmai, pro hai 34 km vì Phnom Penh. Đồng bây tạc can Phnom lý, nẹ tì chó trôi chênh đầm nào vì gọng tạc khmai. Tam phơi triệt lệnh một phơi mùi thơm ấy, đại chỉ phơi lược thơm ấy trong chấm nón bột bột. Thua đầm nào tam lú, nâng cắt tam nòng bon bia tùm nghiệp tua cọt sàng. Pi tạc khmau tam phơi triệt lệnh một phơi mùi thơm ấy, nâng chua phơi triệt lệnh một phơi mùi trá trăng chấm nón bột, chuồng liếp. Trong khung bờ cá cua, đại miên chấm ngay bờ hai 12 km. Pi bọt chuồng liếp từ đọp xa sọc sáng miên chấm ngay bờ hai 5 km. Tự miên phơi lúng. Bài châu kháng stam đài mùi. Thua đồng nào tam phơi nấu chụp ngày 2.5 km. Đo khlang phía vót rôm miền phơi bỏng bay châu khang đắm. Chụp ngày 2.5 km tiếp tục đó tì phnom. Romani than ní chiaប្រភេទ Romani than ធម្មជាតិ និង វប្បធម៌ ដែល នៅ ទី នោះ មាន វត្ត មួយ សង់ នៅ លើ កំពូល ភ្នំ ខ្ពស់ ជាង គេ ដែល គេ មើល ទៅ ឃើញ ទិដ្ឋ ភាព ល្អ ប្លែក ជុំ វិញ តំបន់ នោះ ភ្នំ ស្អាង នេះ ពុំ សូវ សម្បូរ ដើម ឈើ ធំ ដូច នៅ ភ្នំ ធនមុន ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ជុំ វិញ វត្ត គឺ មាន បឹង យ៉ាង ធំ ដែល ដុះ ទៅ ដោយ ផ្កា រំចង់ និង ប្រលិត លើ ពី នេះ ទៅ ទៀត នៅ ក្នុង បឹង ធំ ជុំ វិញ ភ្នំ នេះ គឺ សម្បូរ ត្រី ណាស់ អ្នក ទេសចរ ដែល ទៅ កំសាន្ត នៅ តំបន់ ក្រៅ ពី ជីទុក លេង គឺ ពួក គេ ស្ទូ ត្រី នៅ រដូវ វស្សា ស្អាង ភ្នំ គឺ ប្រៀប បី ដូច ជា កូន កោះ ដែល ព័ទ្ធ ជុំ វិញ នៅ លើ ផ្ទៃ ទឹក ធំ លវង លវើយ រលក នៃ ខ្យល់ បោក បក់ មក ប៉ះ ជើង ភ្នំ គួរ ជា ទី កយ គុណ និង មិន ចង់ ឃ្លាត នៅ ទី នេះ មាន លក្ខណៈ ត្រជាក់ ប្រកប ដោយ ខ្យល់ បរិសុទ្ធ និង ព្រៃ ល្បាស់ នៅ ជុំ វិញ ជើង ភ្នំ រមណីយដ្ឋាន នេះ មាន ភ្ញៀវជាតិ ទៅ កំសាន្ត ច្រើន នៅ រដូវ បុណ្យទាន ប្រពៃណី ជាតិ និង នៅ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក បច្ចុប្បន្ន នេះ មន្ទីរ ទេសចរណ៍ សហការ ជាមួយ អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ដើម្បី ដាំ កូន ឈើ និង កំណត់ ធ្វើ សណ្ដាប់ធ្នាប់ អនាម័យ សន្តិសុខ នៅ តំបន់ នេះ ឲ្យ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ ជូន ភ្ញៀវ ទៅ លេង កំសាន្ត វត្តទំពេក វត្តទំពេក ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ ក្រាំងយៅ ស្រុក ស្អាង ខេត្ត កណ្ដាល តំបន់ ក្រាំងយៅ មាន ផ្ទៃ ដី 8000 ហិកតា មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ រស់ នៅ 12700 នាក់ ជា តំបន់ អភិវឌ្ឍ របស់ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ដែល មាន គម្រោង អភិវឌ្ឍ និង កែ ច្នៃ ផលិតផល កសិកម្ម ក្នុង តំបន់ នោះ វា មាន ស្រែ ធំ ល្វឹង ល្វើយ ប្រឡាយ ខ្វាត់ ខ្វែង និង ផ្លូវ គ្រួស ក្រហម ល្អ ដែល មាន ទំនាក់ ទំនង ពី ភូមិ មួយ ទៅ ភូមិ មួយ នៅ ក្នុង តំបន់ ក្រាំងយៅ នេះ គេ សង្កេត ឃើញ មាន វត្ត 3 គឺ វត្ត សិលា អណ្ដែត វត្ត កោង រនាម និង វត្ត ទំពេក ក្នុង ចំណោម វត្ត ទាំង 3 នេះ គឺ មាន តែ វត្ត ទំពេក ទេ ដែល បាន រៀបចំ ជា លក្ខណៈ រមណីយដ្ឋាន ទេសចរណ៍ វត្ត ទំពេក មាន ប្រាសាទ កែច្នៃ ចំនួន 8 កន្លែង ដែល កសាង ឡើង ដោយ ព្រះចៅ អធិការ វត្ត ក្នុង គោល បំណង ប្រែ คลาย តំបន់ នេះ ទៅ ជា តំបន់ ទេសចរណ៍ ដោយ រៀបចំ ឈូសដី ធ្វើ ផ្លូវ ជុំ វិញ វត្ត ដាំ កូន ឈើ នៅ តាម ជើង ភ្នំ និង ជីក ស្រះ ទឹក ក្រៅ ពី នេះ នៅ ក្នុង វត្ត នេះ មាន សួន អាពាហ៍ពិពាហ៍ មួយ សម្រាប់ គូ ស្វាមី ភរិយា ថ្មី ទៅ ដាំ កូន ឈើ ទុក ជា អនុស្សាវរីយ៍ ដែល មាន ផ្ទៃ ដី 1 ហិកតា ចំណែក ក្នុង ប្រាសាទ ទាំង 8 នោះ វត្ត បាន រៀបចំ តាំង វត្ថុ បុរាណ ល្អៗ សម្រាប់ ជូន ភ្ញៀវ ទេសចរ បាន ទស្សនា វត្ត អង្គរជ័យ វត្ត អង្គរជ័យ ស្ថិត នៅ ក្នុង ឃុំ បន្ទាយដែក ស្រុក គៀនស្វាយ ចម្ងាយ ផ្លូវ សរុប ពី ភ្នំ ពេញ គឺ 32.6 គីឡូម៉ែត្រ តាម ដង ផ្លូវ ជាតិ លេខ 1 ភ្នំ ពេញ ស្វាយរៀង យើង ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ពី ភ្នំ ពេញ ឬ តា ខ្មៅ ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ស្ពាន ព្រះមុនីវង្ស តាម ផ្លូវ ជាតិ លេខ 1 ដល់ គីឡូម៉ែត្រ លេខ 29 ហួស ប្រហែល 50 ម៉ែត្រ ខាង ស្ដាំដៃ មាន ខ្លោង ទ្វារ មួយ ដាក់ ផ្លាក ថា វត្ត អង្គរជ័យ ចូល តាម ខ្លោង ទ្វារ នេះ គឺ ផ្លូវ លំ ចម្ងាយ 1.6 គីឡូម៉ែត្រ ទៅ ដល់ ទី អារាម មុន ចូល ទៅ ដល់ ទី ធ្លា វត្ត អ្នក ទេសចរ ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ស្ពាន ឈើ មួយ ដែល មាន ចម្ងាយ ប្រមាណ 100 ម៉ែត្រ ទៅ ដល់ បរិវេណ វត្ត នៅ ខាង ក្រោម ស្ពាន គឺ មាន ស្រះ មួយ យ៉ាង ធំ សម្រាប់ ទុក ទឹក នៅ រដូវ ប្រាំង នៅ ក្នុង វត្ត នេះ មាន ប្រាសាទ មួយ ដែល កំពូល ប្រាសាទ មាន 5 និង មាន ក្បាច់ រចនា ល្អ ព្រះវិហារ ដែល ទើបតែ សង់ ថ្មី នៅ វត្ត មាន សម្រស់ យ៉ាង ស្រស់ ត្រចះត្រចង់ នៅ ពី ក្រោយ វត្ត អង្គរជ័យ មាន ប្រភេទ រមណីយដ្ឋាន កែច្នៃ មួយ នៅ លើ ទួល ហៅ ថា ទួល ដំបូក ខ្មៅ ទី នេះ មាន លក្ខណៈ ជា អាសនៈ អ្នក មាន បុណ្យ ឬ កន្លែង ដំណាក់ ស្ដេច នៅ ទួល ដំបូក ខ្មៅ នេះ គេ សន្និដ្ឋាន ថា ជា កន្លែង វាង ចាស់ ព្រោះ នៅ ក្នុង ដី គេ ជីក ឃើញ វត្ថុ បុរាណ និង របស់ ប្រើប្រាស់ ដូច ជា ចាន ឆ្នាំង មាន លក្ខណៈ បុរាណ ម្យ៉ាង ទួល ដំបូក ខ្មៅ បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ បាន រៀបចំ ដោយ មាន អ្នក នៅ ថែរក្សា ព្រោះ មាន ជំនឿ ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង វត្ថុ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ ទី កន្លែង នោះ សព ថ្ងៃ នេះ វត្ត អង្គរជ័យ មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ ទៅ កំសាន្ត ច្រើន ពិសេស អ្នក ដែល ជឿ ជំនឿ អរូបី Để tay ta tới sợi tật nơi tua đồng bộ khám án đi ảnh. Các bạn lại cần nạ ọc tên nút. Wat Angkorchey miền tên sự thiệp lỗ. Bà cóp tại đôi một lục trở chân trở cháy nâng trở chạy chất cài lên. Vót kiên xoay cài. Vót kiên xoay cài. Chọt nơi nông khung phồm thống. Sọc kiên xoay. Chầm ngài thầy xã rộng bì Phnom Penh đọc 9 km. Đăng bây tại đôi vót nút. Nẹ tích chó trời thưa đâm nà 8 lời triệt lệch muối. Đôi chọn cắt biên bèm này vốn. Lúc tại đôi km lệch đọc 9 miền phơi lôm nơi khang chơi đáy, đại miền khang thuê bằng chạ thá vót kiên xoay cày. Bần to đầm na tam phơi lôm nú, trong ngày bà hai bay rồi mà tiết, nâng tận đo tia rám nú. Các vị tia rám, tì ní có chia Romania than tis cho muối đã tẹt tiền nhiều tis cho bán giang tràn. Romania than ní miền tây đầy đập hạch tá, cát lang nơi cầu chna một bòn bạc buồn rồi chật sập đầm buồn. Đời xa tì ní miền sầm rau thầm chiết đỏ trà. Lùm o đòi chờ một lục chờ buộc búa đòi thống đo từ chẹt từ chăng từ chảy nâng miên đầm nằm chấm cá nâng đầm nằm hộp lá tràn cục mốc đo sập bằng prong tiệt các rau pini nâng miên sầm rau tuần lê bột đo vị xa mùi tiết đá trái chanh pi tuần lê mê cúng hộp cắt tật đây đo sầm bồ chi vị chiết nâng chấm cá lục chiết đo sọc đầm tuần lê ní hạt đôi chia procol khuôn càng sóng đo nhẹ sọc nơi tì ní nông cá procol bò đầm đó năng ruộng nơi không có đầy sầm khầm, đào một cái chiết hộp lai tự thống, bàn đọt tua tôn tự rộp tay tật bọp, năng chân nề từng lề tột, hai bãi mây tơ sông tơ sái trong lục đọt thôm luồng với, chỉ tí monorom sầm rạp nhiều tia gió đai màu cầm sàn, dương khơi thà từng lề tột ní, chia chấm đại sầm khán không ca tẹt tiền nhiều tia gió đang không năng cài bật té, oi màu cầm sàn, protein ní mình cho là cả bột sốt năng sầm rọt thầm chiết ta sấp bằng prong. Tình tâm năng nốt tình lễ chiêm show bài trầm lọng bị tì ní tới căn phồng của ốm đại miền tây hiệp sắp phòng đài hiện tra này nè tây chó cứ mộc pi Phnom Penh nâng mộc pi đồng bọn xén chung vinh tì nùng mi giang tiệt Romania than ní miền ca tẹt tiền nhiều phòng đài đòi xa miền tây bản đại tật aha than nâng là bài cầm sán xén pi bờ nơi tì nú miền ao chia ruột đòi ngồi chừng này một hộp aha đôi chia mòn đót trái áng nâng đầm nằm hộp lai đôi chia khổ lâm mốt xoáy chế đốn lạ đòi nói pho này thom chiết vừa ao đầm bòn tis cho kiên xoáy ní miền atipol tẹt tiền nhiều đôi chia tẹt tất miền trán ta mọt từng lề đôi chân ấy mình tis cho khai có đôi chia ở nhà thầu đàn đấy nâng cân nặng cam matica phom riệp tròn ạ phi vót nâng cái chân này đầm bòn ở ban căn tai lo prasa đôi chia riệp chòm sẵn đặt thân hợp cả đã cóng, một tàu lán. Ở ban xong rôm chi viêng hiệp rồi nhé nháy bắt bóng sạp hoàn hiệp. Riệp chòm ạ nà máy đã thông xâm rám, chi viêng ca chào xâm rám rồi hết rồi hồ rồi bọc nhiều. Riệp chòm sẵn đặt thân hợp đuột đô rồi bọc rồi chi chôn ở ban lỗ. Bằng các côn dột bài lỗ prasa, nâng rẽ xa xong thì sọc chút nhiều thì xì trò.